Sức tế, ngày nay dùng một phép thiệp rồi viên bộ phê thuộc sắp mặt tất sở nóm Vivo Y đọc bí án nâng Redmi bằng 4 tế tặng ở khả nha thả tá vì miền phép khó khả nha bạp nà. Xâm rạp Vivo Y đọc bí án này phong đáy cơ miền tầm hôm RAM 7 memory 32GB. Hay bờ này dây bị rương camera về vấn bờ sinh dưỡng đã viết tại chắc cứ ai cho tôi vô bàn. Tại bờ sinh dưỡng vô tập phép thiệp cho mùi nâng Redmi cứ tình trạng đẹp mình tại trái bóng bồn. Bóng bồn anh mở bán cam bởi thi ô vu đá ọt sơ tiện và màn thế. Cứ như đấy smooth run bá. Hãy nên nhóm cho cam bởi thi sơ tiện nằm bầy ở vì trên tiền phát xót nằm bầy bóng bồn bán mở vì phụ lữ camera vía cứ sát phụ lữ chụp mặt lọ bóng bồn. Hãy nên chi cam bởi thi cứ dừng ai mở bán cứ tha bờ lư ok mong vì chỉ vật phép mặt tắc bên tay bờ lư nơi smooth nắm bóng phốn dương ai mà mơ cho mùi đằng Redmi bên mà đón Redmi này phong tay cứ cút xạ với cứ chỉ vật phép tab C cứ cho lướt bóng phốn hay này cứ camera bảo viện nơi bè để dương đạm này ái nhá hay này nếu nhóm cho cầm thì sự thích năng bảy bóng phốn mơ tùm hôm RAM năng memory thật sắp này phong tay cứ mình tùm hôm RAM 7 memory 64GB. Bởi dương priếp cho mùi nâng Vivo Y đặc biệt cứ tùm hôm RAM đi khí nếp bóng tại video này cứ nhóm trong bắt đầu tờ lờ camera. Bóng bóng này mở bán cứ tha Redmi Smooth chiếng. Bóng bóng này mở detail bán